Tôm hùm khổng lồ đã có mặt tại hải sản Biển Đông, những con tôm hùm bông nặng tới 3kg luôn cả nhà này. To đùng đoàn sách nặng chịu hết cả tay luôn đấy ạ. Một tay em sách đây này cả nhà nhìn đấy không? Ui dồi ôi nó to quá luôn ấy Các ống chân của nó đầy ắp này. Cái dâu nó dài mút như dâu tôn gỗ không ấy. Thân của nó thì cực kỳ nhiều thịt luôn. Loại tôm hùm bông này rất là hiếm cả nhà nhá ở Hà Nội thì chắc chỉ có nhà em có thôi này, cả nhà nhìn không? Bao phê, bao ngon luôn, loại hàng này rất hiếm và anh chị nào muốn thưởng thức những mặt hàng mà đặc biệt xa xỉ phẩm này thì xin mời ghé qua hải sản biển Đông nhé. Tôm hùm bông của Việt Nam ấy, tôm hùm bông Nha Trang được đánh giá là một trong những loại tôm hùm ngon nhất thế giới. So sánh thì em có thể khẳng định rằng nếu như so tôm hùm Úc với tôm hùm Alaska thì tôm hùm Việt Nam là nó gọi là bậc level nó hơn đến cả chục level luôn ấy ạ chất lượng thịt của nó thì xuất sắc và ăn món gì cũng ngon. Xin mời quý khách qua Biển Đông thưởng thức món tôm hùm bông sashimi, tôm hùm bông nướng muối ớt hay bỏ lò phô mai, rang muối hay cháy tỏi, ăn lẩu bầu hay là... À, ăn những món à, các loại sốt thì nó cũng gọi là đỉnh của đỉnh luôn ạ. À. Những loại tôm hùm này nó là hàng hoàn toàn tự nhiên cho chất lượng thịt tuyệt vời toàn những con tôm khổng lồ, hàng quá ngon quá chất lượng luôn nhà em sẽ có đủ size từ size bé đến size lớn và cái hàng to như thế này thì rất là hiếm. Kính mời cả nhà qua biển Đông thưởng thức nhá. Hàng có sẵn ạ. Cảm ơn cả nhà.